Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay bên Tiền lại tiếp tục về thêm một chiếc xe 7 chỗ gầm cao của Ford nữa các anh chị. Thường thì bên Tiền về Fortuner hoặc là Everest thì nhiều, nhưng mà cái dòng Everest này thì bên Tiền lâu lâu mới về được một xe. Cho nên mà khi mà Tiền giới thiệu xong, các anh chị nào mà mình thấy thích đó, thì mình phải tới sở hữu ngay ha. Rồi thì bên cạnh Tiền đây là chiếc Everest bản 2.0 số tự động các anh chị, máy dầu nha, được sản xuất là năm 2019 nè, nhưng mà đăng ký lần đầu tiên là năm 2020 lận các anh chị, đi được đâu đó tầm khoảng 26.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 985 triệu. Thì xe này được sở hữu nước sơn là màu trắng ha. Thì bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Nước sơn thì thấy cũng rất là mới luôn các anh chị, hầu như là không có một vết rầy xước nào luôn á, rất là mới, rất là liền lạc nè. Đấy, nước sơn thì cũng không có bị ngã vàng gì hết ha các anh chị ha. Đấy, xe này đời cao cho nên là Tiền vẫn có thể hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được nha. Mình vay được 70% dựa vào định giá của ngân hàng ha. 5 vỏ zin theo xe luôn nha các anh chị nha. Mới đi có 26.000 là đi không có nhiều đâu, rất là ít luôn á. Nên là 5 vỏ vẫn còn 5 vỏ zin. Rồi, xe này là biển Sài Gòn, trời quá ngon. 51H nha, 25911 nè. Các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc xe này thì mình lại tiết kiệm thêm được 20 triệu tiền biển số nha. Rồi, cho các anh chị nhìn kỹ phần nước sơn giùm Tiền ha. Ở trước mặt ga lăng thì mạ chrome như thế này nè các anh chị, rất nhìn rất là sang ha. Cái xe mà rất là sang. Rồi, nhìn sơ cụm đèn giùm Tiền luôn. Tiền đang mở máy luôn á các anh chị, nhưng mà chắc anh chị không nghe đâu, êm lắm. Rồi, nước sơn thì Tiền thấy có bị xước nhẹ miếng chỗ này nè. Rồi, dưới đây, đây được miếng nữa. Đó, nói chung là xe đã qua sử dụng thì mình không thể nào mà nó không trầy xước ha. Cái này nó trầy một vài chỗ thì bình thường nha các anh chị nha. Rồi, mình kiểm tra lốp nha. Đây, còn rất là sâu các anh chị, mới đi có 26.000 nè, còn rất là sâu luôn nè. Đấy, để Tiền cho các anh chị xem phần đách vỏ ha. Đách vỏ hình như xe này nó lọc vào trong rồi. Thôi tí nữa mình ra mình kiểm tra đách vỏ phía sau nha. Rồi, nhìn đây phần mâm luôn. Mâm cũng không có bị đầy xước gì hết các anh chị, không có vết đầy xước nào luôn nha. Rồi, để Tiền xem đăng kiểm và đường bộ. Xe này đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 8 năm 2021 ha, còn được vài tháng nữa, 2-3 tháng nữa ha. Đây có dán phim nè. Dưới này thì có trang bị cho mình 7 bước luôn các anh chị. Rồi, nhìn sơ phần kem chỉ giùm Tiền. Xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng nè, không ngập nước, không đẩy tua động cơ và hầm phố, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Bao test hãng cho các anh chị luôn. Đấy, nhìn về phần ống chân cửa phía trước nè, có nẹp bước cho mình nữa các anh chị. Thấy anh chủ trước rồi rất là chăm chút cho xe đó, rất là kỹ nha. Đó, ống chân cửa phía sau ha. Đây, tem mát vẫn còn nè các anh chị, không phải xe đâm đụng gì đâu mà người ta bán đâu các anh chị. Đó, vẫn còn tem mát nha. Nếu mà xe mà đã có cấn đụng làm lại mấy cái phần đó thì không thể nào còn được mấy cái tem từ nhà máy đó nha các anh chị nha. Rồi, mình kiểm tra lốp này ha. Đây, rồi hao mòn nè, nhìn sơ phần mâm của cái lốp này giùm Tiền luôn nha. Đó, cũng không có bị trầy xước gì hết nha các anh chị nha. Cái đắp vỏ của cái bánh này nó cũng lật vô trong luôn rồi các anh chị ơi. Lật vào trong luôn rồi. Đây, mức tiêu thụ nhiên liệu 6,6 lít trên đường kết hợp ha, khá tiết kiệm nhiên liệu nha. 8,4 lít trên đường trong đô thị và tầm khoảng 5 lít rưỡi trên đường ngoài đô thị nè. Đó, rồi. Ở đây thì Tiền thấy có trang bị cho mình nè, cảm biến lùi nè. 4 cảm biến lùi nha các anh chị, 4 cảm biến lùi ha, có cam lùi cho mình luôn, đầy đủ. Cúp này là cúp điện nha các anh chị, cúp điện ha. Rồi, trước tiên thì nhìn giùm Tiền phần ốc cốp nha. Ốc cốp nè các anh chị. Đó, keo chỉ nguyên zin nha. Đấy, ốc cốp còn nguyên ha các anh chị ha. Đây, phía sau này thì hàng ghế này đã gập xuống rồi các anh chị. Đã gập xuống rồi, nếu như mà nhà mình ít người, không có ai đi nhiều thì mình gập hàng ghế này xuống mình để đồ ha, để được rất là nhiều đồ luôn á. Rồi, anh chủ hả trang bị cho mình mấy cái tấm 5D lót phía sau cốp và phía sau từng cái dãy ghế này các anh chị. Đó, lót nguyên cái khung phía sau này luôn các anh chị. Nhìn xe mà rất là sạch sẽ ha, rất là sang luôn á. Rồi, đây. Đồ nghe con đội đầy đủ nè. Con đội nè, tay quay nè, bình chữa cháy nè. Đấy, còn đầy đủ nha. Nhìn cái xe
da con xe rất là thơm luôn các anh chị. Rồi dưới đây bánh dự phòng thì được đặt dưới đây nha các anh chị nha, được đặt dưới đó ha. Rồi tiền đóng cớp lại nha. Mà đặc biệt là cái xe này có đá cớp nữa các anh chị, để tiền đá cớp cho các anh chị xem ha. Đó, mình cầm chìa khóa mình đứng phía sau ha, như mình xách đồ hay gì đó thì mình đá cớp nha các anh chị nha. Đó, rồi bây giờ tiền đóng lại nha. Rồi mình tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất nha các anh chị nha. Tranh thủ mưa tới rồi, mưa đang lắc lắc luôn á chị, thì tiền tranh thủ thì quay cho mọi người xem luôn á. Đấy, xe được trang bị ghế da nha các anh chị nha. Ghế da nè, chất da rất là mới, rất là phẳng luôn. Mới đi có 21.000 thôi, ý 26.000 thôi, đi không có nhiều đâu các anh chị. Thậm chí hả, dám là cái hàng ghế phía sau là chưa có ai sử dụng, chưa có ai ngồi luôn các anh chị. Sàn thì sàn 5D nha, sàn 5D nè. Để tiền xem ở đây là cái gì. Ở đây vàng lạnh phía sau nè các anh chị. Đó, rồi có cổng sạc 12V cho mình nữa. Đó, rồi tiền tiến về khoang lái nha. Nguyên ngày nay sao tự nhiên mưa quá trời luôn các anh chị ơi, không có làm được gì luôn á. Tới bây giờ thì mới, hồi nãy hiện tại giờ cũng còn mưa nè. Tiền tranh thủ ra tiền quay luôn mặc dù trời đang mưa á. Rồi tại nay xe về cũng nhiều nhiều. Rồi trước tiên nhìn giùm tiền phần vô lăng nha các anh chị nha. Vô lăng thì thấy cũng rất là mới nè, không có bị trầy xước gì hết nha, không có bị hao mòn luôn. Những cái nút bấm nè, những tính năng trên xe nè các anh chị cũng rất là mới nha, không có bị mờ chữ hay gì mất số gì hết đó các anh chị. Đây đồng hồ đi được 26.900 km các anh chị. Đó, rồi nhìn phần tắp lô luôn. Tắp lô trên đây thì không có một vết trầy xước nào luôn các anh chị, mới dữ lắm. Rồi phía bên đây thì có trang bị cho mình màn hình nè, bản đồ ha. Đây dàn lạnh, nhìn sơ phần nội thất phía này giùm tiền luôn ha. Đó, rồi mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ nha. Ở đây video xe cũ thì tiền chủ yếu là tiền quay những cái trang bị thêm hoặc là những cái phần cách kiểm tra xe của một chiếc xe cũ như thế nào thôi ha. Còn các anh chị mà muốn biết thêm những cái tính năng về chiếc xe này thì mình xem thêm ở phần xe mới ha, thông số kỹ thuật xe mới nha các anh chị nha. Đây keo chỉ nè, keo chỉ nguyên zin. Đấy, em chỉ nguyên zin nha. Rồi ốc của nắp capo này các anh chị còn nguyên, chưa có bung tháo nha, chưa có dấu hiệu bung tháo gì hết. Đây ốc chân đèn, đây nhìn sơ dùm tiền ha. Rồi nhìn sơ vào ốc máy dùm tiền nha. Đó, còn nguyên zin hết nha các anh chị nha. Bên tiền thì bao tách hãng rồi, cho nên là các anh chị nào mà có người thân á thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái, còn không mình muốn chắc nên mình mang ra hãng mình test là chắc nhất nha. Xe này thì đẹp quá rồi nên là tiền không biết kiểm tra gì luôn các anh chị. Không cần phải nói gì thêm luôn á, quá đẹp rồi. Rồi thì tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì đây là chiếc xe 7 chỗ gầm cao của Ford Everest bản phiên bản máy dầu bản 2.0 số tự động đời 2019, đăng ký lần đầu là năm 2020 ha. Chỉ mới đi có 26.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 985 triệu. Giá đây tiền báo thì sẽ bớt các anh chị tí lọc khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì gầm cao ngoài chiếc xe này và máy dầu thì tiền còn như là Fortuner máy dầu số sàn 2017 nè, và một chiếc Isuzu MOX máy dầu số tự động 2017 nữa. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới hai chiếc xe kia thì cứ liên hệ với tiền, thì sẽ gửi thông tin chi tiết cho các anh chị nhà mình tham khảo ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của tiền ha. Đừng quên cho tiền xin một like và một lượt đăng ký nha, để những cái xe nào mà mới nhất mình tiền về thì các anh chị là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.